xíu, cũng như giờ này vậy nè là Bồng đi được rồi, là em đi rồi, không có nhà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Có một cái video clip khá là bất ngờ cho cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của em Trang, một thiếu nữ xinh đẹp bị người chồng hờ của mình hành hạ nè, rồi có em bé phải lang thang khắp nơi, thì sau đó được một anh chủ trọ tốt bụng đem về để mà cưu mang, được anh Nguyễn An Giang cùng chia sẻ, thì được rất là nhiều cộng đồng mạng cũng như là cô bác quý anh chị quan tâm về cuộc đời của hai mẹ con. Thì trong đó có một cái bé Minh Anh là con của em Trang á, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Và nghe nói rằng là hiện nay thì cuộc sống hai mẹ con cũng đã sang trang mới rồi, cũng đã có thể tự lập được. Bé Trang thì ẵm bé Minh Anh đi bán vé số hàng ngày gông gũi ngay tại thành phố Long Xuyên này để mà tìm cái cách mưu sinh. Không biết thì em bán mỗi một ngày bao nhiêu tờ, và cái việc mà em bán nó có gặp khó khăn cho em hay không, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm em Trang và con của mình bán vé số gông gũi ngay tại thành phố Long Xuyên là như thế nào ha. Thành phố Long Xuyên thì cũng khá là lớn. Trang thì trước đây cũng được cô chú anh chị Mạnh Đường Quân ủng hộ rất là nhiều, mua được một cái chiếc xe gắn máy để mà lấy chiếc xe gắn máy đến ngay tại một cái siêu thị rất là lớn ngay tại chỗ này nè, bán vé số. Buổi chiều thì nghe nói rằng là buổi chiều thì bán một ít, ngày hôm sau thì bán sẽ khỏe hơn. Như thế đó cũng là một cái cách để mà hai mẹ con lao động để kiếm tiền cho bé Minh Anh uống sữa nè, đó cũng như là trang trải cái sinh hoạt hàng ngày. Thật ra thì Bùi Hồ cũng rất là đồng tình với cái việc mà bé Trang đi mưu sinh như thế này, tại vì bé Trang cũng có nói rằng là không thể nào mà ngồi ở nhà mà cứ đợi Mạnh Thường Quân giúp hoài được. Thì trong đó có những rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã có hỗ trợ rằng là chỉ muốn hỗ trợ cho bé Minh Anh, hình như là bé Trang này kia hết, có sữa uống nè. Đó, hình ảnh của hai mẹ con bán len lỏi như vậy đó. Cũng lâu rồi, khoảng hơn 2 tháng, gần 3 tháng Bùi Hồ mới quay là trở lại cái hoàn cảnh của em để cập nhật cho cô bác quý anh chị biết luôn, cũng như là cái tình hình cũng cận Tết rồi nè. Mọi người thì thất nghiệp rất là nhiều, những người công nhân từ Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh quay trở về Việt Nam với không có việc làm, và cái việc mà bán vé số mưu sinh là một cái công việc rất là phổ biến ngay tại miền Tây luôn. Bé Trang ở đâu anh? Bị gần kia kìa. Em đi cẩn, không có thấy đường. Có một số người đã nghe bé Trang kể rằng là có một số người, đôi khi thì có một số cô bác quý anh chị biết bé Trang đã từng lên YouTube thì cũng có mua ủng hộ, thậm chí là đưa 100.000 nhưng mà lấy chỉ 5-6 tờ thôi, còn nhiều là cho bé Minh Anh uống sữa. Thì những người mà chưa có xem á thì lại kiểu là ô tại sao ẵm con để lợi dụng lòng thương của mọi người hay sao. Thì bé Trang đang bán cô bác quý anh chị. Anh đứng từ xa anh quay đi để cho bé Trang đứng gần gần. Ủa sao không kéo lại trời? Không ai kéo lấy tiền rồi sao? Ôi trời ơi, chút xíu mất tiền qua đây cái ơi. Qua đây nè. Bán được nhiêu tờ rồi? Dạ hả? Anh đeo này cái ơi. Được mấy chục vé rồi? Được 5-60 vé gì ấy chưa. Bữa nay là lấy được nhiêu vé? Cái này cả ngày 30 ạ. Bữa nay em lấy được 100 vé ạ. 100 vé hả? Dạ. 100 vé mà bán được 30-40 rồi hả? Dạ. Ồ, chiều bán từ mấy giờ? 4:30 mới sổ mà đúng không? Dạ. Bán được 30-40 vé rồi. Dạ. Giỏi với ta, bán đến mấy giờ mới về? Dạ, 7 giờ mấy. Bảy giờ mấy? Dạ, nếu nhiều khi em hết sớm thì chưa tới 7 giờ mấy là em hết vé số rồi.
Ồ, hết là ngày mai họ ở không luôn. Dạ. Là chiều mới lấy bán tiếp. Dạ đúng rồi. Trời ơi, bán có ai nhận ra em không? Dạ có, rất là nhiều người nhận ra em luôn. Dạ. Ta nói dạ. Sao? Đây, em trên, có phải là trên YouTube hay quay cái gì nè, anh Nguyễn Giang gì quay nè, phải không? Ờ. Thế em nói dạ. Rồi mua ủng hộ cái số em rồi cho em thêm tiền nữa. Ờ. Dạ. Bữa nay bán được 100 vé. Dạ. Lời được nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn. Dạ. Ăn uống chi phí gì sữa cho Minh Anh là đủ không? Dạ sữa Minh Anh thì có chị Phương hỗ trợ rồi. Ừ. À, chị nào? Dạ chị Phương. Ờ, hỗ trợ sao? Hỗ trợ tiền lúc mà chị Phương có gửi tiền cho em, tiền ăn Tết với tiền mua sữa cho Minh Anh á. Rồi anh Nguyễn có chở em đi mua mấy thùng sữa rồi, mấy hộp sữa. Vậy dành cho Minh Anh uống. Giờ không có tốn tiền sữa nữa, chỉ cần tốn tiền tả với em mua đồ ăn uống thường ngày không à. Rồi bây giờ là mỗi ngày ăn uống, hai mẹ con ăn uống là nhiêu? Em ăn thì có mấy chục ngàn à. Dạ. Yeah. Tháo con trang ra cho cô bác với anh chị xem cái này giảm cân và tăng cân như thế nào à. Em thấy ăn như vậy hoài không có thấy tăng cân. Nay còn ăn cơm với lại cá rô phi được không? Dạ còn. Giờ vé Minh Anh ngủ nè. Ờ, ngày là hơn chi tiêu em nói chi tiêu nhiêu? Dạ, em ngày em mua đồ ăn có 50-60 với anh. Dạ. Yeah. Rồi tiền nhà trọ là ông chủ còn lấy không? Dạ không, ông chủ không có lấy. Đợt trước anh Nguyễn anh có nói với anh chủ trọ rồi. Ừ. Chủ trọ không có lấy. Ừ. Chủ trọ đó anh chủ trọ nó cái phần đó anh chủ trọ hỗ trợ cho. Còn điện nước thì em tự em đóng. Rồi cái này là 100 tờ bán còn nhiêu? Dạ. Bán số của ngày mai chứ gì? Dạ đúng. Đúng không? Rồi. Bán 100 tờ còn nhiêu đây? Hồi dạ. Chiều giờ. Dạ. Ủa sao lấy số 55 hả? Dạ. À, cái này có lấy số đẹp gì không ta? Dạ đẹp xấu có lộn xộn hết. À. Nhưng mà em đi bán như thế này nè, có rất là anh thấy là ngay tại thành phố Long Xuyên nè, nhiều cô chú anh chị ông bà đi bán lắm. Thì dạ. Bán có lại mọi người không? Dạ em bán thấy em bán nhiều hơn mọi người nữa. Ôi vậy hả? Dạ. Nhiều đâu nhiều, anh thấy mấy bà cụ bà bán 300-400 tờ luôn á. Tại ông bà cụ đó bán nguyên ngày. Còn à. Em bán có một buổi một là thêm hết rồi. À. Nếu mà em nếu chịu khó em bán giấc tối là em bán được 150. Giấc sáng em bán thêm được 150 nữa là được cũng được 300 rồi. Nhưng mà tội nghiệp Minh Anh em không có bán nhiều. Người ta mua với số của em là vì người ta biết của em biết em trên YouTube, hay là người ta mua với số của em là vì thấy em ẵm con như thế này nó ngủ gật ở trên tay của em á. Dạ, thì người ta mua ủng hộ. Cũng có một phần nào cũng có hai bên cũng có hết. Một bên là thì cũng có gặp em trên YouTube cũng mua ủng hộ cho em. Ừ. Còn một bên thì cũng vòng thấy vòng Minh Anh cũng thấy tội nghiệp cũng mua cho nữa. Ừ. Xích ra sáng đi. Rồi có mỏi lắm không? Ẩm gì có mỏi lắm không? Dạ em bồng với quen rồi. Dạ. Dạ. Rồi Minh Anh không gài ngoan không? Dạ ngoan anh. Sao ngủ rồi? Sao giờ ngủ rồi? Dạ tại hồi trưa ngủ sớm quá anh rồi thức rồi tới giờ rồi giờ ngủ. Nhưng mà anh nghe người ta nói rằng á là con em bé mà ngủ lúc giờ này là không tốt, sợ mặt trời đè. Dạ em không cho nó ngủ nó quậy. Nó quậy hả? Dạ nó quậy. Có khi là nó khóc nó quậy lên không? Dạ có. Dạ rồi sao xử lý sao? Thì khóc chứ quậy nó chỉ khóc quậy một là đói, hai là buồn ngủ thôi chứ không có gì khác hết. À. Mình cho nó ngủ là nó không quậy nữa. À. Nó bú uống sữa là nó hết quậy à. À. Rồi khi nào mới dự định gửi nhà trẻ? Dạ nó cho Minh Anh đi học 3 tuổi cho Minh Anh đi học mẫu giáo luôn. Thật ra như thế này nè, anh muốn hỏi em. À, cái số tiền mà cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân á, gửi từ kênh của anh Nguyễn nè, từ kênh của anh nè, và có cô bác của anh chị cũng có thể gửi trực tiếp cho em, thì cái số tiền đó nó có thể đủ cho em và bé Minh Anh đến 6 tháng tuổi luôn. Tại sao em lại đi bán sớm như vậy? Em muốn để dành số tiền đó để dành cho con em sau này. Dạ. Sau này con em nó xài tiền rất là nhiều, bệnh hoạn, thuốc men này kia, học hành nó rất là tốn tiền. Em ráng để dành. Giờ mình đi bán được á, mình thì mình bán em cũng ở không ở nhà. Một thời gian trước anh đăng lên thì mọi người có nói em, một số cô bác của chị bình luận nói ôi cứ ở nhà tối ngày ở nhà chơi hoài à, không lo rồi cứ ở đó hai mẹ con cứ ở đó ăn uống ngủ nghỉ rồi chơi rồi cái có tiền Mạnh Thường Quân gửi về sao sướng quá. Thì lúc đó em đọc được cái bình luận đó thì suy nghĩ của em như thế nào? Em rất là buồn, em rất là muốn đi tự đi em tự buôn chải, tự em có tiền rồi không có cái giả không có nói em nữa, cô chú không có nói em nữa.
thật sự là em đâu cũng muốn vậy, tại lúc đó là con nó nhỏ quá, mới có 3-4 tháng à, còn quá nhỏ bọng ra đường không có tốt. Em tính đợi con em lớn xíu, cũng như giờ này vậy nè là bồng đi được rồi, là em đi rồi không có nhà. Cái việc mà lao động tạo ra tiền đối với em vào thời điểm này á, nó vui dữ không? Dạ vui, đi đỡ hơn ở nhà, ra ngoài đường rất là đông, rất là náo nhiệt, rồi sẵn bồng bên anh chơi nữa, rồi đi bán cái số, sẵn đi bán cái số luôn. Nó rất là vui. Thì bán như vậy thì em dự định là sẽ bán luôn cho đến Minh Anh đi học mẫu giáo luôn. Dạ. Hay là em sẽ bán cho đến gỡ Minh Anh đi học được thì em sẽ đi làm công nhân? Không, đợi bán tới Minh Anh gỡ mẫu giáo luôn. Gỡ mẫu giáo em vẫn đi bán luôn? Không, gỡ mẫu giáo là em đi kiếm việc làm rồi, không có đi bán nữa. Cái công việc bán giấy số này em cũng có thường xuyên bán không? Dạ thường xuyên, lúc em có bầu thằng này, lúc trước em có nói với anh đó, có bầu 2 tháng mấy là em đi bán giấy số đó. Bán giấy số tới xanh luôn anh. Đối với em thì hiện thời điểm này nè, thì nó có khó khăn gì cho em không? Cái việc mà đi bán giấy số vừa ẩm con rồi đó, nó có gây khó khăn gì cho em không? Dạ không có khó khăn. Không có khó khăn gì chứ. Dạ hả? Đi đường em với bé như thế này nè, bán 7 giờ về. Dạ. 7 giờ là về, chứ không có bán trễ không? Dạ không. Vì sợ đường vắng hay sao? Dạ đúng rồi. Anh đúng 7 giờ là đúng rồi, 7 giờ rưỡi là trở lại anh. Hết số thì về. Dạ, hết không hết tới 7 giờ em cũng về. Dạ. Phải về. Dạ. Cho bé ngủ. Dạ. Uống về tới nhà còn chơi một hồi nữa mới ngủ anh. Về hôm nay tới 9 giờ mấy hôm nay mới ngủ. Khi mà tụi anh quay được những cái đoạn clip của em ngay tại thành phố Long Xuyên như thế này, thì trước đây tụi anh quay về em thì biết em là một người mẹ đơn thân, thì rất là nhiều bạn bè, những người chưa quen biết và những người xem kênh YouTube của anh và anh Nguyễn An Giang thì cố tình xin số điện thoại của em để mà muốn che chở cho hai mẹ con của em, muốn gọi là muốn làm bạn làm quen với em á. Thì cái đó thì anh em có dặn anh là anh không có cho số điện thoại thì anh không cho. Dạ. Vậy thì em đi như thế này có nhiều người gặp mà hỏi em gạ gẫm, có thể là người ta kiểu là chọc em không? Dạ không, lúc em đi bán bây giờ không ai chọc em hết trơn. Chỉ có cái ông chạy xe ôm đường kia, đường siêu thị á. Dạ. Ổng rủ em dắt tối đi ăn hủ tiếu gõ. Ở trời, rồi sao? Ổng năm mấy, cỡ năm mấy tuổi rồi mà ổng xin em bằng em không à. Rủ em đi ăn hủ tiếu gõ. Em nói sao? Em nói em còn mắt con nhỏ, tới giờ cho con em về em ngủ rồi em không có đi được. Sao em vậy? Sao em không nói là em thèm hủ tiếu hải sản mà anh ngủ anh đi ăn hủ tiếu gõ? Hả? Nói vậy chứ cũng hai mẹ con cũng hết sức là cẩn thận nha. Dạ. Thì xã hội thì rất là nhiều thành phần thì mới gọi là xã hội. Cũng có người tốt, người xấu, cũng có người cố tình muốn giúp mình, cũng có người cố tình lợi dụng lòng tốt để mà lừa gạt mình. Dạ. Thì cái đó là việc không thể tránh khỏi trong cái xã hội này, ở đâu cũng vậy hết, chủ yếu là ít hay nhiều thôi. Xã hội mà nó càng văn minh thì cái tệ nạn xã hội nó sẽ càng ít đi. Dạ. Mà anh tin ngay tại thành phố Long Xuyên này với cái nhịp sống như thế này đó thì nó ồn ào như thế này thì tệ nạn xã hội diễn ra vào những cái lúc như thế này á thì nó không có. Dạ. Nhưng mà mình cũng hết sức cẩn thận, giống như hồi nãy anh đọc tay vô anh lấy tiền của em anh chạy luôn rồi, còn anh chích luôn còn gì nữa. Họ đang nhét tiền thôi, em thấy đâu có tài thuật em hết đâu. Vậy hả? Dạ. Nếu như mà người ta lấy vậy rồi sao? Chắc không có đâu. Chắc vậy chắc em hay hết mà. Không, nhưng mà thuật ví dụ như thuật tay vô vậy lấy em đâu hay đâu. Anh còn bị mất túi cho Phi mà. Thôi xích ra đây đi. Thôi hôm nay thì cũng qua đây nè. Anh có một số nhân vật ở bên này. Dạ. Thì cũng thôi ủng hộ em vài tờ ha. Dạ. Mà anh thì kiểu anh không thích đánh giá số, nói thiệt luôn, anh không thích dò giá số luôn. Dạ. 4, 5, 6, 7, 8. Ít thôi. Sợ thiếu rồi. Trang sợ em là thiếu không có tiền mua. Bây giờ bán nhiêu tờ nè? Em bán 5 tờ. Bán 5 tờ, nhưng mà kiểu là sợ anh không có tiền trả hay là phải. Quen quá bán mắc thì sao? Không phải, tại sợ mua số không anh mua không trúng tội nghiệp với anh. Ôi chết cha, đâu còn tiền lẻ, còn tiền thối không? Có 50 đó. Nè.
hết tiền luôn anh, còn 500. Dạ. Bán 5 tờ hả? Bán nhiều đấy. Ờ, dạ, bán nhiều, 5 tờ. Lỡ ngày mai mà trúng số hay là xỉu luôn á. 3, 4, 5. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Tặng hai mẹ con lại 1 tờ. Dạ, em cũng... Này đã dành riêng nha. Rồi. Mai trúng mà nói anh Hồ ơi em bán luôn cái xíu là xỉu luôn á. Dạ, rồi em để... Nha. Rồi. Để riêng ngày mai trúng. Dạ. Tặng anh Nguyễn 1 tờ. Rồi, rồi trúng số có tiền cưới vợ. À, Minh Anh ngủ dễ thương lắm cô bác quý anh chị. À, người ta nói á, cái em bé á, mà ngủ mà kiểu giống như mà vừa ngủ vừa mở mắt á, là những em bé đó rất là thông minh. Bùi Hồ cũng đã có chứng kiến là những cái đứa bé mà ngủ như không ngủ á, ngủ chỉ có hiếp hờ mắt thôi à. Đó, thấy chưa? Đó là những đứa bé cực kỳ thông minh luôn. Nhìn đã ghê không? Cái này đâu phải là con nhà nghèo đâu anh. Cái này giái nghèo, chủ tịch giái nghèo nè. Thôi bây giờ trao đổi tí xíu về cuộc sống của mình hiện tại nữa đi. Thì dạ. Cho em đi bán vé số để nó tối à. Dạ. Bây giờ cuộc sống hiện tại hai mẹ con ổn chưa? Thì có mong ước gì nữa hay không? Dạ không, dạ em ổn rồi, em không ước gì nữa. Cô chú với các Mạnh Thường Quân với anh Đạt và anh Nguyễn với anh Hồ, các anh giúp đỡ em được tới đây là em mừng lắm rồi. Thì em bây giờ hiện tại cũng nhờ mấy anh giúp đỡ em với các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ em rất là ổn rồi. Ừ. Dạ. Có cần giúp đỡ gì nữa không nói? Dạ không. Kiếm chồng không? Không. Hả? Dạ không. Sao thôi? Con trẻ mà. Dạ chưa, em chưa có. Hiện tại giờ trước mắt em muốn lo cho Minh Anh là anh lớn mà. Thì bây giờ một mình em lo thì giờ kiếm thêm người nữa lo có sao đâu. Không. Hả? Nếu mà kiếm thêm người nó ràng buộc khó chịu lắm. Ở một mình vậy đó, nó nuôi con nó khỏe. Dạ hả? Có nghĩa là bây giờ mình chỉ muốn một mình là mẹ đơn thân nuôi con. Dạ. Và khi nào bé Minh Anh nó lớn, nó đi học được ổn định mà lúc đó cái suy nghĩ mình có muốn bước thêm bước nữa thì bước, đúng không? Dạ. Còn bây giờ thì chưa có nghĩ tới, đúng không? Dạ. Hả, chưa thức đi. Dạ. Chưa thức cho cô bác anh chị nhìn cái nó dây dây ngủ rồi, đúng không? Dạ, nó ngủ rồi. Kêu thức là nó ngủ cho thẳng giấc, nó quạo. Ổng ngủ thức nhà, ổng ngủ thẳng giấc rồi, ổng dậy ổng cười tươi lắm. Vậy hả? Dạ. Cô bác với anh chị mà nếu như mà muốn Bùi Hồ quay clip mà bé Minh Anh á lúc thức giấc và hiện nay cái gương mặt đẹp trai như thế nào á, thì cô bác với anh chị có thể bình luận ở dưới cái phần bình luận cho Bùi Hồ rồi. Bùi Hồ ơi, quay bé Minh Anh với mẹ con Trang đi, Bùi Hồ cũng chia sẻ thêm một clip nữa. Tại vì Bùi Hồ đi qua đây cũng còn nhiều những cái công việc, những cái hoàn cảnh khác để mà trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn khác, thì có dịp về đây thăm hai mẹ con luôn. Cũng dịp cận Tết rồi, còn 5 tuần nữa đến Tết rồi. Thật ra thì gì nè, bán vé số thời điểm này là thích hợp nhất. Một là có tiền trang trải, hai là dư ra có thể có tiền xài Tết luôn. Ba là có lao động thì nó có cho mình có một cái sức khỏe. Yeah. Đặt ra gặp em như vậy á, mừng lắm. Chỉ giống như chiều hai mẹ con đi dạo vậy mà. Thì đi dạo vòng xong cái cũng có được 100.000. Ta đi dạo ta tốn tiền, hai mẹ con đi dạo có tiền sướng còn gì bằng, đúng không? Dạ. Thôi chắc có lẽ là đoạn clip video clip đến đây thì cũng cho cô bác quý chị hiểu thêm về cái cuộc sống của em Trang với lại con của mình là bé Minh Anh. Thì cuộc sống của hai mẹ con cũng khá ổn định rồi. Mà để có được cuộc sống ngày hôm nay á, là được sự chung tay của tất cả các Mạnh Thường Quân nè, cô bác quý anh chị nè, trong và ngoài nước, anh chủ trọ nè, anh Nguyễn An Giang và tất cả các anh Mạnh Thường Quân đã cùng nhau chung tay để mà cho mẹ con có một cái cuộc sống ổn định hơn. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân kênh anh Nguyễn An Giang, Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng kênh của hai anh em. Cô bác quý chị xem video clip này nhớ đừng quên để lại một like, đăng ký, chia sẻ để các anh em có một cái động lực vào những ngày cần Tết như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.